Quang Hải và Philip Nguyễn đã phải nhận hai thất bại trong hai trận đầu tiên khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Bộ đôi này chắc hẳn đang trông chờ vào việc có thể đổi vận trong lần thứ ba xung trận khi đội bóng ngành công an tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá. Xin mời các bạn cùng với chúng tôi đi vào nhận định, dự đoán kết quả trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng một giai đoạn 2 V-League 2023 ở nhóm đua vô địch thật nghịch lý cho câu lạc bộ công an Hà Nội khi bổ sung hai cầu thủ chất lượng nhưng thành tích lại không bằng trước đó. Thậm chí, đoàn quân của ông Flavio còn bị đội chót bảng Đà Nẵng đánh bại ngay trong ngày ra mắt của bộ đôi Quang Hải và Philip Nguyễn. Không những thế, hy vọng cú đúp của câu lạc bộ công an Hà Nội cũng đã bị Nam Định phá tan sau thất bại trên chấm 11m trong khuôn khổ vòng 1, tám quốc quốc gia, khiến đội bóng này vỡ mộng cú giành cú đúp vô địch V-League và quốc quốc gia ở mùa này. Bây giờ Câu lạc bộ Công an Hà Nội chỉ còn một mục tiêu để phấn đấu là lên ngôi vô địch ở V-League 2023. Trận thua trước câu lạc bộ SHB Đà Nẵng khiến cho khoảng cách giữa họ với các đối thủ phía sau dần bị thu hẹp. Đáng nói Viettel đang trỗi dậy như một đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua ngôi vô địch với tân binh V-League này. Trong trận đấu sớm nhất của nhóm đua vô địch ở giai đoạn 2 V-League 2023, Viettel có chiến thắng 2, không trước Hải Phòng qua đó cân bằng điểm số với Công an Hà Nội đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà ở vòng đấu này, câu lạc bộ Công an Hà Nội có lẽ sẽ nhắm đến hai mục tiêu, đó là chiến thắng để đảm bảo xây chắc ngôi đầu. Vấn đề quan trọng nữa là hy vọng vào màn trình diễn bùng nổ của tiền vệ Quang Hải và thủ thành Philip Nguyễn. Chiến thắng cũng là cách để bộ đôi tân binh đắt giá và được kỳ vọng rất nhiều này tìm được niềm vui, giải tỏa sức ép sau khi phải nhận hai thất bại trong hai trận gia quân kể từ lúc khoác áo cua ở lạc bộ Công an Hà Nội. So với câu lạc bộ Công an Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể sánh bằng được về chất lượng đội hình. Ở giai đoạn 1, đoàn quân của ông Nguyễn Thành Công cũng đã nhận thất bại với tỷ số 2, 4. Tuy nhiên, tình hình có vẻ khả quan hơn cho đội bóng núi Hồng trong lần tái đầu này. Nói thế là bởi huấn luyện viên Nguyễn Thành Công chắc chắn đã có những kinh nghiệm hơn khi nắm rõ lối chơi, nhân sự của đối phương. Hơn nữa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng có tâm lý thoải mái hơn do đá trụ hạng thành công. Chất lượng đội hình của câu lạc bộ Công an Hà Nội mạnh hơn so với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đó chỉ là so sánh ở sức mạnh tấn công, còn ở hàng thủ, câu lạc bộ Công an Hà Nội dường như đang chơi trò năm ăn năm thua khi bỏ trung vệ ngoại Montero và tập trung số lượng ngoại binh cho hàng công, với sự xuất hiện của tiền đạo Success. Trong khi đó, các trung vệ nội của đội bóng ngành công lại không quá xuất sắc, đây sẽ là mối nguy tiềm ẩn với khung thành thủ môn Philip Nguyễn, qua những bàn thua của câu lạc bộ Công an Hà Nội trong hai trận đấu gần nhất dễ nhận thất thủ môn Philip Nguyễn ít nhận được sự hỗ trợ phía trên dẫn đến để thủng lưới trước áp lực tấn công lớn của đối phương. Vì thế nếu hàng công bị khóa chặt như trong hai trận đấu gặp SHB Đà Nẵng và Thép Xanh Nam Định vừa qua, thì nguy hiểm trước khung thành của câu lạc bộ công an nhân dân không phải nhỏ. Bởi những ngoại binh tốc độ, càn lướt tốt như Diallo hay Paulo Pinto sẽ là vũ khí lợi hại của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dù sao trước một hàng thủ không quá mạnh của đội khách vốn đã lọt lưới 20 bàn sau 13 trận ở V, league niềm tin để công an Hà Nội cắt đứt chuỗi hai trận không thắng vừa qua là khả dĩ. Hiện Công an Hà Nội vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng sau 13 vòng đấu với 24 điểm. Khoảng cách điểm của 4 đội dẫn đầu là vô cùng xít sao khi mỗi đội chỉ cách nhau đúng một điểm. Một chiến thắng trước Hà Tĩnh trên sân nhà sẽ là bước đệm quan trọng giúp Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu và nới rộng khoảng cách với các đối thủ. Có thể nói câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng gây ấn tượng lớn nhất ở mùa giải năm nay. Không chỉ hoàn thành mục tiêu trụ hạng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công còn đủ điểm để lọt vào top 8 để đua vô địch ở giai đoạn 2. Vượt qua cả những ông lớn như Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An, chuyến làm khách sắp tới đến sân hàng đấy đối đầu với câu lạc bộ Công an Hà Nội tiềm ẩn nhiều khó khăn với đại diện miền Trung, trước khi có thành tích không tốt ở hai trận gần nhất, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đánh bại chính Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở hàng đấy với tỷ số 4-2. Chính vì vậy, ở cuộc tái đấu sắp tới, mục tiêu của Công an Hà Nội không gì khác ngoài việc giành trọn vẹn 3 điểm. Nếu câu lạc bộ Công an An Hà Nội không thể giành trọn 3 điểm vị trí dẫn đầu của họ sẽ có thể rơi vào tay Hà Nội hoặc Thanh Hóa những đội bóng chỉ ít hơn họ một và hai điểm. Từ những phân tích trên chúng tôi dự đoán câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có chiến thắng trước Hà Tĩnh ở vòng đấu này. Trận đấu bóng đá giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Tĩnh diễn ra trên sân vận động hàng đấy lúc lúc 19h15 ngày 16 tháng 7 trong khuôn khổ vòng một giai đoạn 2 V-League 2023. Theo bạn liệu trận này Quang Hải lập công? Bạn dự đoán tỷ số trận đấu giữa Công an Hà Nội và Hà Tĩnh ra sao? hãy chia sẻ nhận định dưới video này nhé đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá xin cảm ơn và hẹn gặp lại